Hi, xin chào tất cả các bạn. hiện tại bây giờ thì mình đang ở dưới ruộng bậc thang. Đấy. ruộng ở trên mình thì một năm chỉ được một vụ thôi. bây giờ thì rất là khô. đấy. và cái clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một số những cái công dụng cũng như là một số những cái bài thuốc được uh, sử dụng kết hợp từ cái cây uh, uh, từ cái uh, rau diếp cá. và cái rau diếp cá thì các bạn cũng đã được biết đến rồi Tôi chắc chắn rằng là rất là nhiều người Chúng ta đã biết đến cái dao diếp cá rồi Đấy Dao này thì có một cái đặc điểm nó là khá là có mùi Đấy Có một số người chúng ta có thể chịu được cái mùi này Tin rằng thì một số người chúng ta lại không thích cái mùi này Mùi này hơi khó, khó chịu Đấy Thì Đây À, nhân tiện hôm nay tôi ra đây thì tôi xin uh, giới thiệu cho các bạn một số những cái thông tin và một số những cái tác dụng uh, được sử dụng cái rau diếp cá này làm thuốc nha các bạn nhé đây các bạn đây chính là rau diếp cá này các bạn các bạn này đấy tôi tin chắc rằng là đại đa số các bạn đều biết đến cái cây rau diếp cá rồi đúng không ạ đây các bạn thấy đây này đây chính là rau diếp cá này thật ra thì cái rau diếp cá này tôi cũng rất là thích ăn đây là một cái món khoái khẩu khi mà chúng ta chấm với lại ớt thì ngon tuyệt vời đây là một cái món rau sống mà chúng ta mà tôi rất là thích đấy thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một số những công dụng của cái rau diếp cá này cũng như là một số những cái bài thuốc có thành phần của rau diếp cá này đấy à, cái cây này thì đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là người địa phương chúng tôi ấy đây gọi là cái à, cù mua mía nha các bạn nhé đấy tức là cù mua tức là cái con à, bọ chó đấy để chúng tôi hay gọi con hay gọi cái cây này cái dao này là cù mua mía đấy là tiếng dao chúng tôi nhé các bạn nhé cái máy này tôi lấy nét thì nó không được tốt lắm đây có biết là các bạn có nhìn rõ không đây, tôi xin đây lấy ra cho các bạn xem đó đây chính là cây dao diếp cá này các bạn này cái cây này thì à, là một cái loài cò nhỏ sống lâu năm, đấy, có thân rễ mọc ngầm ở dưới mặt đất đây này, đấy và cây thì hay ưa ở chỗ ẩm mát, đấy có rễ nhỏ mọc tại các đốt này, đây này các bạn này, thì các bạn có thể thấy là rễ mọc tại các đốt này, thân thì mọc đứng có lông hoặc là ít lông cao khoảng bốn mươi cm đấy lá thì hình tim nhé các bạn nhé đây các bạn có thể thấy là đây lá của cây rau diếp cá này là hình hình tim này nó mọc cách đấy và cái đầu lá thì nó hơi nhọn đấy các bạn này Đấy, đầu lá của cây này thì hơi nhọn hoặc là nhọn hẳn đấy Đấy, hoa thì không có bao à, hiện tại bây giờ thì nó chưa có hoa đấy cây rau diếp cá này hiện tại bây giờ là chưa có hoa đó đây là một số những cái thông tin À, tôi muốn uh, mô tả cái cây rau diếp cá này để cho các bạn biết đấy, hy vọng là à, các bạn nào đã biết đến cái rau diếp cá này rồi thì à, khi mà xem cái clip này thì có thể là ủng hộ tôi và à, góp ý cho tôi còn những bạn nào chưa biết về công dụng của rau diếp cá thì hôm nay các bạn à, được xem cái clip này thì các bạn à, sẽ à, à, có thể đấy cho mình à, để lại cho mình một số những cái à, à, tác dụng các bạn có thể cần để sau này các bạn chứa những cái bệnh mà mình gặp phải chẳng hạn đấy. Rồi à, hôm nay thì tôi sẽ tôi xin giới thiệu và tôi đi vào vấn đề luôn về cái công dụng của cái dao diếp cá này cho các bạn biết này. Cái thứ nhất những cái trường hợp mà bị viêm sưng tai giữa này hoặc là sưng tắc tia sữa đấy thì chúng ta có thể là lấy cái dao à, diếp cá này, các bạn à, lấy cái này về rửa thật sạch nhé các bạn. Đấy, à, các bạn à, về Lấy cái này về, rau diếp cá này, các bạn về rửa thật sạch Thì khoảng à, à, sấy khô hoặc là phơi khô để mà dùng dần Thì những cái trường hợp mà bị à, viêm sưng tai giữa hoặc là sưng tắc tia sữa đấy Thì các bạn dùng à, diếp cá khô này khoảng à, 20 gram Kết hợp với lại táo đỏ, ấy, 10 quả Cộng với lại nước khoảng à, 600ml Sắc đến khi nào mà còn khoảng 200ml Thì chia à, thành à, à, 3 phần và chia làm 3 lần uống trong một ngày và dùng để chữa viêm sưng tai giữa và sưng tắc tia sữa này, thì các bạn dùng rau diếp cá này nó rất là tốt, dao tuyệt vời này các bạn này đấy và cái thứ hai nữa ở trên địa phương chúng tôi hay dùng cái cây này để mà chữa táo bón này các bạn này đấy khi mà các bạn bị à, à, bị táo bón ấy, thì các bạn có thể dùng dao diếp cá này dùng khô hay là dùng tươi nhé bạn đấy dùng khô khoảng 10 gram các bạn hám với nước sôi trong thời gian khoảng 10 phút thì uống thay trà hàng ngày Đấy, và các bạn uống liên tục liên tục khoảng từ 3 đến 7 ngày thì cái trứng táo bón của các bạn sẽ không còn nữa. Đấy. Đấy là cái tác dụng của cái tác dụng thứ hai của cái rau diếp cá này. Và cái thứ ba nữa, những cái trường hợp mà trẻ nhỏ mà bị sốt ấy thì các bạn có thể dùng khoảng 30 g cái rau diếp cá tươi này rửa sạch, giá nát và cho nửa bắp nước nguội vào đun sôi. Đấy để nguội rồi uống luôn một lần có thể dùng bã đắp vào cái vùng thái dương của à, trẻ nhỏ đấy là những cái trường hợp mà bị sốt ở trẻ nhỏ ấy, thì chúng ta cũng có thể lấy cái dao diếp cá này sử dụng và một cái nữa những cái trường hợp mà chị em phụ nữ ấy à, kinh nguyện không đều ấy thì chúng ta cũng có thể dùng à, cái dao diếp cá này nhé các bạn nhé à, những cái trường hợp mà kinh nguyện không đều ở chị em phụ nữ thì chúng ta có thể dùng à, khoảng à, 40g cái dao diếp cá tươi kết hợp với lại 30g ngải cứu Đấy, mang dã nhỏ, nhỏ rồi lọc bằng cái nước sôi để nguội để uống một bát nước thuốc chia thành hai lần uống trong ngày và uống liên tục trong khoảng thời gian 5 ngày một liệu trình đấy thì nó sẽ có thể làm đều và có thể phòng kinh nguyện không đều đấy đấy là những cái trường hợp mà kinh nguyện không đều thì chúng ta lấy cái rau diếp cá này chúng ta có thể à, sử dụng kết hợp với lại cây ngải cứu đấy và À, một cái nữa những cái trường hợp mà bị viêm âm đạo ấy. Đấy, viêm âm đạo thì các bạn có thể dùng khoảng 20 gram cái uh, dao diếp cá này. À, tôi xin lỗi các bạn là nó không nó không được là uh, nét cho nên là các bạn có thể thông cảm. Đây tôi vừa bảo là những cái trường hợp mà bị uh, viêm âm đạo ấy thì các bạn có thể dùng khoảng 20 g diếp cá này kết hợp với lại uh, 10 g bột kết và một củ tỏi Đấy, cho tất cả vào nồi Cùng với lại các bạn đong khoảng 5 bát nước sôi Rồi đun thật kỹ Đấy, sông hơi nóng vào chỗ bị đau Và phần nước dùng để ngâm rửa cho đau Mỗi ngày một lần và làm trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày Đấy là những cái trường hợp mà bị viêm âm đạo nha các bạn nhé Rồi, tiếp tục một cái nữa Những cái trường hợp mà bị mụn nhọn, sưng đỏ Thì các bạn cũng có thể lấy cái cây này nhé các bạn nhé Các bạn đem hái về một nắm Giá nắp rồi các bạn đắp vào cái chỗ mà bị mụn nhọn ấy. đấy thì sau một thời gian để một thời gian thì cái chỗ mà bị mụn nhọn thì nó sẽ trở nên trắng và mưng mủ đấy tạo mủ và nhanh chóng vỡ và lành lặn ở cái chỗ mụn nhọn của các bạn đấy đấy là cái dao diếp cá này ngoài ra thì nó còn có thể điều trị viêm tai giữa nhé các bạn nhé các bạn dùng khoảng 20 10 à, diếp cá khô này kết hợp với lại 10g táo đỏ và 600ml nước để sắc tới khi còn à, khoảng 1 phần 3 à, nước thuốc thì chia làm 3 lần uống trong một ngày đấy chia làm 3 lần uống trong một ngày thì chữa trị à, viêm tai giữa như ban đầu tôi vừa bảo đấy đấy à, một cái nữa các bạn có thể dùng cây này để mà điều trị viêm phế quản các bạn dùng khoảng 20g đấy, 20g à, cái rau diếp cá này với khoảng 20g cam thảo để các bạn mang sắc uống và uống nhiều lần trong một ngày. Đấy, uống nhiều lần lần trong một ngày thì có thể điều trị à, bệnh à, viêm phế quản. À, và một cái nữa cái việc à, vấn đề mà bị sỏi thận ở không chỉ là ở đàn ông và thậm chí là có cả chị em phụ nữ. Chúng ta gọi là người từ trẻ này đến già chúng ta đều à, đều à, có nguy cơ mắc phải cái bệnh à, sỏi thận thì các bạn cũng có thể dùng cái rau à, diếp cá này À, là một cái thành phần chữa bệnh sỏi thận và để mà chữa sỏi thận dùng rau diếp cá này thì các bạn có thể lấy khoảng 20 g cái rau diếp cá khô ấy, kết hợp với lại khoảng 15 g rau rượu và 10 g cam thảo đất các bạn sắc uống trong ngày hoặc có thể dùng khoảng 100 g diếp cá sao vàng hám với lại một lít nước sôi ấy, độ khoảng 20 phút là uống được và các bạn uống cả ngày và uống liên tục trong khoảng thời gian 2 tháng thì nó có thể chứa làm tiêu làm tan cái sỏi trên thận của các bạn đấy và và một cái nữa đây ở đây thì có khá là nhiều đấy, tí nữa tôi giới thiệu xong có thể là tôi sẽ hái về tự ăn <laughs> đây các bạn và những cái trường hợp mà bị À À, vú sưng đau ấy thì các bạn lấy cái rau diếp cá này như ban đầu tôi vừa bảo ấy các bạn sắc uống đấy sắc còn khoảng là một phần ba nước thì chia làm hai lần uống trong ngày duy trì từ 3 đến 5 ngày thì nó khỏi chưa à, chưa cái bệnh tắc tia sữa nữa ở chị em phụ nữ đây các bạn và một cái nữa những cái trường hợp mà bị đái dắt này đái buốt này các bạn cũng có thể lấy cái rau diếp cá này nha các bạn nhé đấy các bạn lấy khoảng 20g rau diếp cá với lại 40 g rau má đề các bạn nhé để tôi rau uh, má đề thì hôm nào tôi sẽ có một cái clip tôi giới thiệu về cái rau má đề cho các bạn đấy hiện tại ở đây thì xung quanh đây không có đấy ở đây là hiện tại ở đây là không có cho nên là tôi sẽ chưa giới thiệu và chắc hẳn là nhiều người chúng ta đã biết đến cây rau má đề rồi đúng không ạ thì hôm nay tôi clip ngày hôm nay tôi sẽ không giới thiệu cái rau má đề và tôi sẽ dành cái clip khác để giới thiệu nguyên cái dao mắt đề cho các bạn đấy thì à, đang nói về cái trường hợp mà đáy bớt đáy rát ấy thì các bạn có thể dùng cái dao diếp cá này 20 mươi kết hợp với lại 40 mươi gram dao mã đề để mang ra nắp lọc nước uống đấy các bạn có thể chia làm 3 lần trong ngày và trong vòng từ 7 đến 10 ngày thì sẽ nó sẽ khỏi các bạn nhé đấy đấy là những cái trường hợp mà đáy rát đáy bớt và một cái nữa những cái trường hợp mà bị đau mắt đỏ ấy do trực khuẩn màu xanh thì các bạn cũng có thể lấy cái giá à, rau diếp cá này khoảng 35 g rửa sạch và tráng qua nước sôi để nguội mang giá nát khi ráo nước và dùng hai miếng gạc sạch ép vào đắp lên cái vùng mắt mà bị sưng đau khi mà ngủ ấy và các bạn làm từ khoảng à, 3 đến 5 ngày thì cái trứng đau mắt đỏ nó sẽ à, bị à, nó sẽ nhanh chóng bị khỏi đấy và theo như một số cái tài liệu về đông y thì nó còn bảo là cái rau diếp cá này có thể là chữa được bệnh trĩ như các bạn. Đấy các bạn ăn sống rau diếp cá mỗi ngày kết hợp với lại à, nấu nước để ngâm. Nấu nước để ngâm ngâm cái chỗ mà chi đấy các bạn. Đấy. Thì à, à, đồng thời là các bạn là sông này và rửa lúc cái nước đang còn ấm ấy và phần bã thì mang dịt vào cái chỗ hậu môn thì sau nhiều ngày thì nó sẽ có thể là cái bối trĩ nó sẽ thụt vào bên trong đấy đấy là cái những cái tài liệu nó ghi và một cái nữa những cái trường hợp mà chúng ta bị gọi là sốt xuất huyết đấy các bạn đấy, sốt 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 huyết thì các bạn cũng có thể dùng cái diếp cá này kết hợp với lại cỏ mực và lá rau ngót mỗi loại 100 trăm mang sắc đặc chia ra uống nhiều lần trong một ngày đấy đấy là những cái trường hợp mà bị sốt xuất huyết thì các bạn có thể dùng cái cây dao diếp cá này đấy kết hợp với lại cỏ mực này và lá rau ngót mỗi loại 100 g đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người và chắc chắn rằng thì như ban đầu như clip ban đầu thì tôi vừa bảo thì cái dao diếp cá này là nhiều người chúng ta đã được sử dụng và được biết đến rồi À, thật ra thì cây này nó khá là có mùi đấy à, một số anh chị em có thể là không thích không ưa cái mùi của cái rau diếp cá này nhưng mà tôi thì tôi thích ăn à, chúng ta dùng nó làm rau ăn sống hàng ngày tin rằng thì nhiều người chúng ta không biết đến cây này là một cái một cây thuốc nó tuyệt vời nó chứa được rất là nhiều bệnh cho nên là hôm nay tôi à, ra đây tôi muốn giới thiệu cho tất cả mọi người chúng ta cũng biết những cái trường hợp mà anh chị nào chúng ta đã biết rồi thì nếu mà trong cái quá trình uh, theo dõi cái clip của tôi uh, thấy tôi um, nói còn thiếu đấy nó còn thiếu thì các bạn uh, có thể là ủng hộ tôi và góp ý cho tôi chân thành và những cái trường hợp mà anh chị em nào mà chúng ta chưa biết đến cái công dụng của cái cây dao diếp cá này thì hôm nay khi mà xem cái clip này thì uh, các bạn đã được à, biết đến công dụng của cây này và đã à, gọi là góp à, gom góp vào một cái kho tăng kiến thức về cây thuốc chữa bệnh của bản thân rồi đúng không ạ? đấy. ở à, đây là một số những cái thông tin à, tôi muốn gửi đến các bạn, hay hy vọng là nó hữu ích để giúp cho các bạn à, trong cái việc bảo vệ à, sức khỏe của bản thân, gia đình cũng như là của à, người anh em hàng xóm nhỉ. <laughs> vâng nếu mà các bạn thấy cái clip này hay ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi mà một like đồng thời là nhấn nút chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được những cái clip mấy mỗi ngày và tôi mong sao các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách góp ý và để lại những cái dòng bình luận ở phía dưới để tôi có được những cái động lực và tôi sẽ là cố gắng làm tốt hơn nữa và cố gắng thuyết trình nó à, tốt hơn nữa trong những cái clip tiếp theo vâng rất là cảm ơn tất cả các bạn à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn xin cảm ơn